Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 11 sách cánh diều, chương 2 bài 3 phần bài tập tiếp theo. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 7. Một người nhảy bungee, một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người. Từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 mét. Giả sử sau mỗi lần rơi xuống, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên như hình 3. Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần rơi xuống và lại được kéo lên, tính từ lúc bắt đầu nhảy, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Rồi các em hình dung bài toán như sau. Ở đây người ta buộc vào chân người chơi một sợi dây dài 100 mét. Và tất nhiên là người chơi được trang bị buộc dây an toàn rất là chu đáo, cẩn thận. Sợi dây này dài 100 mét có nghĩa là sau lần nhảy đầu tiên thì người chơi rơi một quãng đường là 100 mét. Đúng không? Rồi các em hình dung nha. Lần 1 tức là lần nhảy đầu tiên thì người chơi rơi xuống một quãng đường là 100 mét. Sau đó lại được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó. Tức là rơi xuống là 100 mét thì được kéo lên là 100 nhân với 75%. 75% thì bằng 0,75. Được chưa? Rơi xuống này, được kéo lên này. Rồi cứ như vậy, lần 2. Lần 2 lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Kéo lên là tương đây. Vậy lần 2 rơi xuống sẽ là tương đây. Được chưa? Rơi xuống này, rồi lại được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó. Được chưa? Tức là kéo lên này bằng cái lần rơi trước đó này nhân với 0,75. Như vậy là bằng 100 nhân 0,75 cộng với 100 nhân 0,75 mũ 2. Được chưa? Đến đây thì chúng ta rút ra quy luật này. Lần 3. Lần 2 là 100 nhân 0,75 mũ 1 cộng với 100 nhân 0,75 mũ 2. Tức là lần 2 chỗ này là mũ 1 này, mũ 2 này. Vậy lần 3 thì chỗ này là mũ 2 này và mũ 3. Được chưa? Lần 2 mũ 1, mũ 2. Vậy lần 3 là mũ 2, mũ 3. Cứ như vậy cho đến lần 10. Lần 3 là mũ 2, mũ 3, vậy lần 10 là mũ 9, mũ 10, được chưa? Các em hình dung này, lần 1 này rơi xuống này, kéo lên. Lần 2 này rơi xuống này. Đúng bằng cái lần kéo lên trước đó này. Rơi xuống này, kéo lên này. Tương tự lần 3 này, rơi xuống này, kéo lên. Cứ như vậy cho đến lần 10, rơi xuống, kéo lên. Vậy, tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần rơi xuống và lại được kéo lên. Các em tính cả quãng đường được kéo lên nha. Chứ không chỉ riêng quãng đường rơi xuống. Các em phải lấy quãng đường rơi xuống cộng với quãng đường được kéo lên trong mỗi lần. Vậy, 10 lần thì chúng ta tính tổng là S10. S10 này, lần 1 này, rơi xuống, kéo lên này. Cộng với lần 2 này, rơi xuống kéo lên này. Cứ như vậy, cộng chấm chấm cho đến lần 10, rơi xuống kéo lên. Được chưa? Rồi, để tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần rơi xuống và lại được kéo lên, thì các em tính tổng S10 này. Cụ thể chúng ta hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là chúng ta tính quãng đường người đó đi được trong lần rơi thứ nhất, bao gồm quãng đường rơi xuống và được kéo lên. Trong lần rơi thứ nhất thì người đó đi được quãng đường là rơi xuống này, kéo lên này, bằng 100 cộng với 100 nhân 0,75. Quãng đường người đó đi được trong lần rơi thứ hai, trong lần rơi thứ hai nha, cũng bao gồm rơi xuống này, kéo lên này. Rơi xuống thì bằng quãng đường được kéo lên trước đó. Được chưa? Rồi. Rơi xuống, kéo lên.
và bằng 100 nhân 0,75 cộng với 100 nhân 0,75 mũ 2. Quãng đường người đó đi được trong lần rơi thứ ba thì cũng bao gồm rơi xuống này bằng quãng đường được kéo lên trước đó này cộng với kéo lên trong lần 3 này. Kéo lên thì chúng ta lấy rơi xuống nhân với 0,75. Rồi ta thấy này, lần 2 thì chỗ này là 0,75 mũ 1, 0,75 mũ 2. Tức là lần 2 là mũ 1, mũ 2. Vậy lần 3 là mũ 2, mũ 3. Như vậy là lần 10 thì sẽ là mũ 9, mũ 10. Được chưa? Rơi xuống là mũ 9 này, kéo lên là mũ 10. Vậy tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần rơi xuống và lại kéo lên là kem cộng 10 lần lại với nhau. Lần 1 rơi xuống kéo lên, lần 2 rơi xuống kéo lên, lần 3 rơi xuống kéo lên. Cộng chấm chấm cộng với lần 10 rơi xuống kéo lên. Đến đây chúng ta có nhận xét số đầu. Số đầu và số cuối thì không được nhân đôi. Riêng số đầu và số cuối thì không được nhân đôi. Các số còn lại đều được nhân đôi. Được chưa? Các số còn lại đều được nhân đôi. Còn riêng số đầu này. Các số còn lại được nhân đôi này. Từ 100 nhân 0,75 cộng với 100 nhân 0,75 mũ 2. Cứ như vậy cộng chấm chấm cho đến 100 nhân 0,75 mũ 9 thì được nhân đôi. Riêng số đầu là 100 và số cuối là 100 nhân 0,75 mũ 10 thì không được nhân đôi. Rồi bây giờ chuyển slide, thầy giáo sẽ viết lại dòng này cho các em dễ hình dung. Ở đây chúng ta sẽ cộng như sau. Cái phần này, cái phần được nhân đôi này, trong đó cái phần trong dấu ngoặc chính là cấp số nhân. Có U1 là 100 nhân 0,75, công bội là Q bằng 0,75. Được chưa? Từ 100 nhân 0,75 mũ 1 cho đến 100 nhân 0,75 mũ 9 là có tất cả là 9 số hạng. N bằng 9. Các em áp dụng công thức tính tổng SN bằng, trong đó N bằng 9. Hai các em giữ nguyên này, bên trong dấu ngoặc này bằng U1 này. U1 là 100 nhân 0,75 này nhân với 1 trừ Q mũ N. Tức là 1 trừ đi. Ở đây Q bằng 0,75. 1 trừ 0,75 mũ N tức là mũ 9. Dãy số này có tất cả là 9 số hạng. Vậy là mũ 9 chia cho 1 trừ Q tức là 1 trừ đi 0,75 cộng với 100 nhân 0,75 mũ 10. Rồi. Chúng ta tính toán thì được kết quả cuối cùng là xấp xỉ là 661 mét. Rồi đến đây thì em kết luận là vậy tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần rơi xuống và lại kéo lên khoảng, xấp xỉ thì chúng ta dùng từ khoảng 661 mét. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.